con là vừa tỉnh tỉnh mơ là con thề với lòng con sẽ không bao giờ thăm Mỹ nữa. Nhưng mà cái lời thề đó là lần nào con làm cho con cũng thề hết đó. Với lại hôm bữa lúc mà con đi tư vấn thẩm mỹ á, các bác sĩ kêu con là cái bạn tư vấn viên nói con là nhìn ngọc ốm yếu quá, không biết là có đủ sức khỏe để bác sĩ cho làm hay không á. Đã yếu có chút xíu à, tôi có chút xíu à. Ngon ơi là ngon. đang là đi quay cho bắt cái mặt vậy đó. Trời ơi, mới làm mà em thịt bò hả? Ở bên thập mì ở bên Hàn Quốc á, thì bác sĩ nói là không có kiêng gì hết á, chỉ có kiêng rượu thôi. Còn tôm, cua, hải sản, đồ đồ sống, đồ gì cứ ăn mở bán. Bên Hàn Quốc vậy á. Thiệt á. Chị có làm cặp không? Có cặp của con có làm, nhưng mà con tháo cái cặp ra rồi. Đợt này là tháo cặp nha, chứ không có làm cặp. Thôi con kết thúc livestream nha. Con kết thúc livestream nha mọi người. Ok, bye bye mọi người nha. Bắt đầu cuộc chờ đợi gì về nước. À, hay một phút để đầy dù cái lệnh gì như thế cũng sẽ được tha thứ. Biết tại sao không? Tại sao vậy? Tại vì tao quá xinh đẹp. Có cười là đau quá. Tại vì tao quá xinh đẹp. Rồi, nhớ là có chút là kìm nha. Nói vừa cười hỏi đã bút chỉ nữa. Bay qua bay lại từ Việt Nam, bay qua bên này bắt đã 5 tiếng đồng hồ. Bye bye mọi người nha. Đợt này chị làm chủ gì hả? Đợt này là chị làm muối. Chị gọt bé với lại chị tháo cái cặp dẻ chị dục. Chị dục cái cặp dẻ rồi. Giờ cặp này là cặp tiền. Tháo cái cặp dẻ dục ra, không có gắn cái cặp này vô nữa hết trơn. Con đang lo lắng là sau khi mà cái mặt của con đó, nó hết sưng rồi đó thì con sợ là cái cặp nó sẽ bị ngắn. Sợ cặp bị ngắn này nè. Thôi bye bye mọi người nha.